Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 7. Trong video này, chúng ta sẽ cùng ôn tập bài Review 1, tiết số 3, phần ôn tập unit số 1, số 2, số 3 để cho các bạn chuẩn bị ôn thi giữa học kỳ 1. Trong tiết số 1, chúng ta đã ôn tổng hợp toàn bộ các cái ngữ pháp Language Progress. Và trong tiết số 2, chúng ta làm một số các cái dạng bài tập liên quan đến viết lại câu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử làm một số các cái bài test nhé. Nó sẽ có đầy đủ toàn bộ các cái phần tự luận và trắc nghiệm luôn. Chúng ta trước hết đến với test 1, bài số 1 nhé. Phần đầu tiên trong test 1 này chúng ta sẽ làm phần liên quan đến phát âm. Các bạn hãy chọn từ có cái cách phát âm khác nhất trong số những cái từ còn lại. Có phần gạch chân phát âm khác so với những từ còn lại. Câu số 1, exciting. Âm đầu tiên chúng ta đọc là âm A. Tiếp theo, excellent, A. Experience, E. Và expensive, E. Đúng không? Giờ chỉ có câu B, excellent. Excellent. Nó là câu đúng mà. Chúng ta sẽ chọn câu B. Câu số 2. Chữ y dài chúng ta sẽ có đọc thể đọc là âm y hoặc là âm i. Câu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là hobby, cycle, buy và why. Câu đúng sẽ là câu A. Âm y còn lại là âm i nhé. Câu 3, câu 4 và câu 5. Âm o, chữ o trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là hoặc là âm gì? O hoặc là âm o. Tùy theo trường hợp ha. Và mình sẽ xem câu A đọc là gì? Pottery. Đấy, chữ ăn ngược giống như chữ đi, d in nhé ha. Tiếp theo, class là âm r nè. Melody cũng là âm ơ. Và tiếp theo là Monopoly cũng là âm ơ. Vậy câu đúng sẽ là câu A, pottery. Pottery. Chúng ta đến với câu số 4. Heard, heard, word và picture. Thế thể có âm là gì? Heard. Đấy, âm dài ha, giống như số 3 mà có hai chấm á. Tiếp theo câu B cũng lặp là bird, bird. Câu C đọc là word, word. Và câu D đọc là picture, picture. Âm ngắn bình thường ha, picture. Câu D. Câu số 5 chúng ta thấy từ CH nè. CH chúng ta sẽ có các cái cách đọc bao gồm âm âm K, chữ âm TX dài hoặc là chữ âm S dài. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc như thế nào? Câu số 1 là watching, bird watching. Tiếp theo, children cũng là TX dài, chúng ta sẽ đọc là âm ch. Và câu C là school. Câu D là challenge. Đấy, âm ch. Câu đúng sẽ là câu C. Đấy là dạng bài tập đầu tiên, đó là bài tập phát âm, chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với những từ còn lại. Đó là dạng đầu tiên. Chúng ta qua dạng bài tập số 2 nhé. Hãy nối những từ ở cái cột A với cái nghĩa của nó ở cột B. Nối những từ ở cột A nè với cái nghĩa của nó ở những từ ở phần phần ABC nhé. Chúng ta sẽ nối cái chữ với cái số tương ứng để giải thích cái nghĩa cho cái chữ đó. Model making. Vậy trước khi để làm bài tập này, chúng ta phải biết được nghĩa của những cái từ đó và nghĩa của các cái câu diễn tả như thế này thì mình mới có thể là gì chọn đúng thứ tự được. Model making là làm mô hình, làm các cái mô hình, eggshell carving, khắc lên vỏ trứng. Reading, đọc sách. Chewing, thiêu thùa ha. Wood carving, khắc lên gỗ. Mountaineering, leo núi. Đây, vậy từ những cái từ vựng này chúng ta sẽ bắt đầu soát cái nghĩa của nó và sau đó tìm thêm thử định nghĩa của những cái từ này là như thế nào tương ứng ở bên cột tay phải. Câu số 1 nè. Actually, a part of craft of decorating eggs.
Các bạn sẽ thấy keyword của nó nè, edge. Ok, decorating chúng ta có nghĩa của nó là trang trí nhé. Kể cả một cụm từ đây là gì? Nó là một phần của cái nghệ thuật trang trí vỏ trứng. Rồi thì các bạn có thể tìm keyword của nó hoặc là các bạn dịch bài ra. Nếu mà không có keyword thì bắt buộc phải dịch bài. Còn nếu đã có keyword như thế này rồi thì mình cứ nối vào ha. Vậy câu số này, các vỏ trứng sẽ đi với chữ gì? Số 1, số 2, các bạn cộng số 2 vào ha. Vậy number 2 đi với chữ E. Tiếp theo câu B, need, cần thiết nè. Vậy cái hoạt động này nó cần cái gì? Pattern, needle và thread ha. Cần một cái mẫu, khuôn mẫu nè, một cây kim và chỉ. Vậy thì cần cái gì mà có cái khuôn nè, rồi mẫu và kim chỉ, thì chúng ta sẽ cần một cái đó là gì? Thêu thùa. Vậy đáp án đúng sẽ là câu số 4 ha. Vậy số B, chữ B đi với number 4. Câu C, nó là một quá trình process, quá trình, nó là một quá trình để cắt một cái miếng gỗ để tạo thành một vật trang trí. Chúng ta lại tìm được keyword của nó, the piece of wood, gỗ. Vậy thì keyword wood nó sẽ đi với cái từ nào liên quan đến cái wood ở bên kia? Số 5 ha, wood carving, khắc lên gỗ ha. Vậy số câu C sẽ đi với số 5, is the process. Nó là cái quá trình mình làm gì? Mình cắt một cái mảnh gỗ, một cái miếng gỗ ha, để tạo thành vật trang trí. Thành những vật trang trí. Và chủ đề nè, means có nghĩa là chúng ta sẽ làm rất là nhiều các cái đồ nhỏ mà về những cái vật gì thực tế ha. Replica là những cái mô hình thực tế. Ok, làm những cái mô hình nhỏ của những cái vật thực ấy thì nó sẽ liên quan đến từ model ha. Đi qua đến chữ gì? Số 1 nè, làm mô hình. Làm mô hình là mình làm ra những cái vật nó nhỏ hơn của các cái vật thực tế ha. Thì câu này sẽ đi với số 1. Của các cái vật thực tế ha. Vật thực tế. Câu tiếp theo, E là một cái sport, là một môn thể thao hoặc là một cái hoạt động liên quan đến leo núi. Leo núi, các bạn thấy từ gì? Mountains, keyword của nó. Vậy liên quan đến mountain, ta sẽ có mountaineering, leo núi ha. Vậy thì sẽ liên quan đến là gì? Sport là môn thể thao ha. Và activity là một cái hoạt động. Leo núi, climbing, climb là leo trèo ha. Vậy E nó sẽ đi với number 6. Câu cuối cùng, develop, phát triển cái sự tưởng tượng của bạn, khả năng tưởng tượng của bạn và mở rộng cái sự hiểu biết của bạn, knowledge, kiến thức của bạn. Vậy bạn làm gì? Bạn đọc sách đúng không? Câu đúng sẽ là câu 3. F đi với number 3. Đọc sách chính là để gì? Phát triển cái sự tưởng tượng của các bạn và mở rộng cái kiến thức của các bạn. Develop, phát triển. Phát triển khả năng tưởng tượng. Đọc sách là một cách tốt để mà các bạn phát triển được cái sự tưởng tượng của các bạn ha, tốt hơn so với việc các bạn xem phim ảnh và video. Why là rộng rãi ha. Các bạn nhớ là từ wide, nó là xuất phát của tính từ wide. Wide nó là tính từ rộng. Ok, rộng rãi nè. Vậy thì động từ wide là làm cho cái gì đó nó rộng ra, có nghĩa là mở rộng ha. Mở rộng cái vốn kiến thức của mình, knowledge. Cái từ knowledge nó là danh từ xuất phát từ động từ know, đúng không? Know là biết cái gì đó, và knowledge là những thứ mà mình biết thì người ta gọi là kiến thức. Thì đây là dạng bài tập thứ hai, nối từ với cái định nghĩa của nó. Phần này rèn luyện từ vựng cho các bạn nhé. Trong đề thi có thể nó sẽ không cho cái bài cụ thể như thế này, nhưng mà nó sẽ để là ví dụ là chấm 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 chấm
Develop your imagination and widen your knowledge. Vậy các bạn sẽ tìm cái từ điền vào chỗ trống đó ha, thì từ đó chính là từ reading. Dạ, bài tập thứ ba, choose, hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C, D để hoàn thành vào chỗ trống. Bố của tôi câu số 1 nè, bố của tôi có thể làm được rất là nhiều các cái gì đó nghệ thuật xinh đẹp. Vỏ trứng rỗng, empty eggshell, vỏ trứng rỗng. Vậy chúng ta sẽ đi với giới từ gì? Làm cái gì đó từ cái vỏ trứng ha. Vậy thì sẽ make something from something. Mình sẽ có công thức của nó ha. Make something from something. Làm cái gì đó từ cái gì đó. Thứ hai, why don't you take a new hobby? New hobby là một sở thích mới. Chúng ta sẽ có cái từ đi với cái để tạo thành một cái cụm, đó là take gì đó ha, bắt đầu một sở thích mới đúng không? Tại sao bạn không bắt đầu một sở thích mới? Chúng ta sẽ có một từ là từ taker, đầu một cái điều gì đó mới mẻ, một cái sở thích hoặc là một cái hoạt động gì đó mới mẻ, thì chúng ta sẽ đi với động từ taker. Câu A nhé. Câu số 3, collecting cars, sưu tầm ô tô là một cái sở thích gì gì đó. Nó cost a lot of money, nó tốn rất là nhiều tiền. Vậy một cái gì đó mà tốn nhiều tiền thì đó là một thứ rất là đắt đỏ, đúng không? Mình có cụm từ cost, động từ cost, tốn tiền. Ok, a lot of money. Vậy thì cái đó nó sẽ rất là đắt tiền. Đắt tiền mình sẽ có từ expensive. Rồi các bạn check nghĩa với nó nhé. Interesting là thú vị nè. Cheap, rẻ. Expensive, đắt tiền, nhiều tiền. Unusual là kỳ lạ, lạ thường. Cái từ bình thường của nó là trái nghĩa của nó là từ usual. Các bạn thường nói là usually á ha. Usually là thường thường. Và từ usual nó là tính từ ha, bình thường. Còn unusual là một cái gì đó khác thường, mang tính chất kỳ lạ. Chúng ta tiếp theo đến với câu số 4. More people are gì đó bird today than ever. Ngày còn nhiều người làm gì đó, những con chim ngày nay so với trước đây. Vậy có một cái hoạt động đó là các bạn gì, quan sát cái hoạt động của những cái loài chim, thì chúng ta sẽ có một từ đó là từ watching. Watching birds, nó là động từ. Vậy danh từ của nó chính là cụm từ gì? Bird, watching. Bird watching là danh từ hoạt động quan sát hoặc là để ý các hoạt động của những con chim. Còn nếu động từ của nó các bạn sẽ là watch birds. Cái này nó có một cấu trúc so sánh hơn ha. More people than before ha. Ngày còn nhiều những người, nhiều hơn trước đây, so sánh hơn. Câu số 5, do you enjoy? Các bạn thấy keyword của nó là từ enjoy. Vậy sao enjoy người ta sẽ đi với động từ thêm? Thêm ý. Vậy thôi, thích làm cái gì đó. Board game là chơi mấy cái trò chơi liên quan đến, ví dụ chơi bài hoặc là chơi mấy cái trò ô ấy ha. Thì nó sẽ đi với từ board game. Có cái bảng á, có cái trò chơi mà thực hiện trên các cái bảng á, thì mình sẽ dùng từ board game. Và enjoy sẽ đi với verb ý, cộng của C thôi. Câu số 6, be careful not drop it. Drop, drop là làm rơi, làm rớt ấy. Hãy cẩn thận, đừng có làm rớt nó, làm rơi nó, bởi vì nó rất là một cái thứ mà cẩn thận không làm rơi, bởi vì sẽ rơi nó sẽ bị vỡ. Bị vỡ chính là fragile, dễ vỡ. Mình có cụm từ fragile, dễ vỡ. Unique, độc đáo. Difficult, khó khăn ha. Và unusual, kỳ lạ, lạ thường. Rồi mình sẽ có cụm từ là be careful. Các bạn nhắc careful là cẩn thận đúng không? Và be careful, cẩn thận làm gì đó hoặc là cẩn thận không làm gì đó, nó sẽ đi với to verb, cẩn thận để làm gì đó hoặc là cẩn thận đừng làm gì đó. Be careful. Câu số 7, Sam and I, Sam và tôi gì đó cùng chung sở thích. Same hobby. Có sở thích chung. Chúng tôi đều thích chơi game máy tính ha. Vậy thì mình có một cái cụm từ là có sở thích chung, thì mình sẽ có cụm từ share the same hobby. Share the same hobby, có sở thích chung. Câu số 8,
Tôi hy vọng ông ấy sẽ dạy tôi cái cách mà để làm khắc lên cái vỏ trứng, cách để làm gì đó, cách để làm gì đó. Chúng ta sẽ có cụm từ how to verb, cách để làm cái gì đó. Ví dụ như how to do, cách để làm gì đó. How to read, cách để đọc. How to do gardening, cách để làm vườn. Giờ mình sẽ có từ của nó là công thức how cộng với to verb. Số 9, gì đó bạn có cái sở thích. For three years, các bạn sẽ căn cứ vào câu trả lời để các bạn chọn được cái từ hỏi của nó nha. Vậy for 3 years là khoảng 3 năm rồi, được 3 năm rồi. Vậy đây là một khoảng thời gian đúng không? Vậy khoảng thời gian sẽ là từ how long, bao lâu rồi ha. Bạn có cái sở thích này bao lâu rồi? Được 3 năm rồi. Vậy câu đúng sẽ là câu B, how long. Câu A, how much, các bạn sẽ hỏi về có bao nhiêu, thường thường hỏi về giá tiền nha. Đi với những danh từ không đếm được. How often, thường xuyên. Mức độ thường xuyên, bạn có thường làm cái gì đó hay không? Bạn thường đi học như thế nào? Và when là khi nào? Thì đây là những cái từ hỏi, và muốn chọn được từ hỏi thì các bạn phải căn cứ vào cái câu trả lời nha. Câu số 10, tôi nghĩ rằng model making, cái việc mà làm các cái mô hình thì nó là một cái sở thích rất là đắt tiền, tốn nhiều tiền. Cái gì gì đó nó thực sự rẻ. Incredibly, không thể ngờ được. Nó rẻ không ngờ luôn á, nó tốn ít không ngờ luôn đấy. Vậy thì mình sẽ có từ gì? Đây đều là những cái từ nối đúng không? Để thể hiện cái thái độ đồng ý hoặc là không đồng ý. Vậy thì các bạn xem nè. Mình sẽ có từ này là expensive, đắt tiền. Mà cái bạn tiếp theo, bạn bạn số bạn số bạn thứ nhất nói là expensive, đắt tiền. Bạn thứ hai nói là cheap, rẻ tiền. Vậy cái ý kiến của hai bạn này nói gì? Nó tương tương khắc hay tương đồng? Nó trái ngược nhau. Vậy từ nào sẽ là cái từ để thể hiện sự không đồng tình? Tôi nghĩ rằng làm mô hình thì đắt tiền. À, tôi không nghĩ vậy đâu. Nó gì? Nó rẻ một cách bất ngờ đấy. Thì sẽ đi với not at all. Không có đâu. Not at all. Không có đâu. You're right của câu A có nghĩa là đúng rồi. Certainly, chắc chắn là vậy rồi. No matter. Not that đó. Không có đâu. Không đúng đâu. No matter, sao cũng được. No matter, sao cũng được. Đó là dạng bài tập tiếp theo. Các bạn sẽ điền đáp A, B, C, D ha. Chọn đáp án A, B, C, D để điền vào chỗ trống. Chúng ta qua dạng tiếp theo. Hoàn thành những cái câu này với các cái dạng đúng của thì, của các cái động từ play, go, do và collect. Vậy trước khi làm chúng ta sẽ ôn lại nè. Thế nào là play? Play có nghĩa là chơi đúng không? Chơi, và thường thường nó sẽ đi với những cái môn gì? Môn thể thao nè, liên quan đến quả bóng ấy, hoặc là các cái nhạc cụ âm nhạc nha. Tiếp theo chúng ta có từ gì? Từ go. Go là đi, đi đâu đó. Hoặc là go nó còn có nghĩa gì nhỉ? Sau go nó sẽ là động từ thêm in, ví dụ go swimming, go shopping, kiểu thế. Tiếp theo là từ do. Do là các bạn làm gì đó ha, và mình không có thấy rõ được cái kết quả của nó. Ví dụ làm bài tập về nhà thì mình làm thôi, hoặc là làm vườn. Tiếp theo là từ collect. Collect là sưu tầm hoặc là thu thập cái gì đó ha. Collect là sưu tầm. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái nghĩa của nó và chúng ta sẽ chọn từ đúng nhé. Cái phần này nó sẽ có hai vị cho các bạn nè. Trước hết là các bạn phải gì? Chọn từ để điền vào chỗ trống. Tiếp theo là các bạn phải chia về cái thì đúng của nó nữa ha. Câu số 1, tennis. Tennis là quả bóng đúng không? Quả bóng tennis, và động từ đi chơi tennis nó sẽ là play tennis. Ok. Mình sẽ làm cái bước đầu tiên trước nha. Toàn bộ mình sẽ chọn từ để mình bỏ vô hết trong những cái câu này. Rồi sau đó mình sẽ quay lại bước thứ hai là mình sẽ chia cái động từ đó về đúng thì của nó. Câu số 2, camping. Các bạn thấy camping là verb in ha. Vậy động từ gì? Go sẽ đi với camping. Go. Câu số 3, coins. Các cái đồng xu ấy. Cái gì đó bạn, các cái đồng xu trong tương lai.
Vậy chúng ta sẽ làm gì? Các đồng số collect, sưu tầm những cái đồng xu. Tiếp theo, puzzle, chơi game á, chơi mấy cái trò mà trò chơi ô chữ rồi đó, thì mình sẽ có một từ đó là từ gì? Do puzzle, do word puzzle. Tiếp theo, cycling, thấy verb in chưa? Mình sẽ đi với go cycling. Karate, môn võ thuật, chúng ta sẽ đi với do karate. Câu số 9, volleyball là môn thể thao liên quan đến quả bóng, chúng ta sẽ đi với động từ play. Câu số 10, khi tôi đợi tàu thì tôi thường gì đó, crossword. Crossword là mấy cái trò chơi ô chữ ha, thì chúng ta sẽ có từ do crossword hay là play crossword. Do chess, chơi cờ, chúng ta sẽ có play chess. Tôi sách kể từ khi tôi 10 tuổi ha, và làm gì cũng bị sách, sưu tầm những quyển sách, collect. Rồi, đó là những cái động từ. Vậy bây giờ mình quay lại để mà mình chia các cái động từ về đúng thì của nó. Khi chúng ta sẽ thấy every, every là thì hiện tại đơn, vậy thì chủ ngữ hí, động từ sẽ thêm s vào. Câu số 2, next Saturday. Next là thì tương lai, vì thế chúng ta sẽ có chữ will. We will go. Câu số 3, chúng ta sẽ thấy là in the future, nó cũng là thì tương lai đơn. Vậy thì tương lai đơn chúng ta sẽ đi với will. Câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa will ra đầu câu thôi. Will you collect? Bạn vẫn sẽ sưu tầm những cái đồng xu này một vài ngày nữa trong tương lai chứ. Tiếp theo, do you want? Mình nhớ là sau want mình sẽ có là to verb. Các bạn nhớ nhé. Sau one người ta đi với two verb. Câu số 5, enjoy. Sau enjoy mình sẽ đi với verb in, vì vậy go chuyển thành going ha. Câu số 6, when he was young. When he was young, khi anh ta còn trẻ, khi anh ta còn nhỏ. Vậy thì hồi xưa đó là ở quá quá khứ. Vậy thì động từ do mình sẽ đưa về động từ là did. Câu số 7, at the moment. At the moment đó là dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn, đúng không? Vậy hiện tại tiếp diễn thì chúng ta phải có gì? Có động từ to be, mà children là số nhiều thì động từ to be sẽ là are, và verb in là playing. Câu tiếp theo, usually. Usually là hiện tại đơn, vì thế chúng ta đi với động từ nguyên mẫu. Câu tiếp theo, số 6, dislike. Sau dislike người ta sẽ đi với verb in, vì thế play chuyển thành playing. Câu số 7, chúng ta thấy từ since. Since là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành, vì vậy chúng ta sẽ đi với công thức là have collected. Cái này nè, các bạn lạ nhất, nó cái công thức chủ ngữ cộng have hoặc là has cộng với verb ed hoặc là động từ ở cột 3 ha. Thì cái này mình sẽ đi với công thức chủ ngữ I thì mình sẽ đi với have, chủ ngữ số ít thì mình sẽ đi với has, và chủ ngữ số nhiều với lại hai I thì mình sẽ đi với từ have. Còn với ed và cột 3 thì các bạn xem trong bảng động từ bất quy tắc thì hợp quy thì thêm ed, còn nếu những từ nào xuất hiện trong bảng động từ bất quy tắc thì mình sẽ xem cái động từ ở cột 3 nó là từ gì thì mình bỏ vào. Đây là dạng bài thứ hai này, bài này nó phối hợp cả các phần từ vựng cho các bạn và cả các phần chia động từ trong ngoặc phần thì nhé. Chúng ta đến với phần số 5. Đưa những cái từ trong ngoặc về đúng cái dạng của nó ha, correct form. Form là cái dạng của nó, có nghĩa là các bạn sẽ đưa nó về danh từ, động từ, tính từ hoặc là trạng từ. Vậy đối với cái dạng bài tập này, các bạn sẽ nhớ cho Miss một điều nè. Sau động từ to be chúng ta đi với tính từ. Sau động từ thường đi với trạng từ. Sau một tính từ sẽ đi với một danh từ. Sau in, the, hoặc là một số các cái tính từ sở hữu, my, her, his, toàn bộ các tính từ sở hữu ha, thì sau những từ này chúng ta sẽ đi với danh từ. Ok, trong câu có động từ to be rồi, có tính từ rồi, vậy thì giữa động từ to be và tính từ chúng ta cần một cái ADV là trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ. Vậy thì dựa vào những cái phần này, các bạn sẽ chọn được cái loại từ mà thích hợp vào chỗ trống. Sau đó mình đưa cái động từ hoặc danh từ, đưa cái từ ở trong ngoặc đơn này về đúng cái dạng mà mình cần. Ví dụ ở câu số 1 chúng ta sẽ có a large. Các bạn sẽ để ý cái từ large. Thì large này nó đang là tính từ rộng đúng không? Lớn, nhiều. Vậy sao tính từ dựa vào đây? Sao tính từ chúng ta sẽ đi với danh từ. Vậy collect này nó đang là
Động từ. Vậy động từ chuyển thành danh từ collect chính là collection, bộ sưu tập. Động từ collect là động từ sưu tập đúng không? Và collection nó là danh từ bộ sưu tập. Rosie có một bộ sưu tập rất là nhiều những cái con búp bê dolls. Tương tự như thế mình cứ áp dụng và mình làm những câu còn lại nha. Câu số 2. Gì đó là một cái người, xung quanh là một người. Cái người mà người ta thích cái việc quan sát những con chim. Vậy thì sau người ta sẽ đi với danh từ. Chỗ này các bạn bắt buộc phải đi với danh từ. Gì đó là một người, vậy chỗ này bắt buộc phải là danh từ chỉ người. Mình có từ bird watch ha. Vậy thì người xem, người mà ngắm quan sát những con chim thì mình sẽ chuyển thành là bird watch. Vậy cái người xem nó sẽ là chữ gì? Thêm er vào ha. Watcher, bird watcher. À, bird watcher, những người xem ha. Một người xem những ngắm có cái sở thích này chính là cái người mà người ta enjoy, người ta thích cái việc đó. Bird watcher. Chúng ta đến với câu số 3. Sở thích của chị gái tôi là cô ấy chụp rất là nhiều các bức ảnh đẹp. Vậy thì sở thích thì chắc chắn nó phải là một danh từ đúng không? Sở thích là cái việc làm gì đó. Vậy thì chúng ta sẽ đưa cái từ photo này về thành danh từ. Và photo nó đang là bức tranh. Vậy sở thích phải là việc gì? Việc chụp hình, chụp ảnh. Vậy chúng ta sẽ có động từ chụp hình sẽ là photo graph. Vậy đưa nó về danh từ, chúng ta sẽ thêm in vào danh từ. Chụp ảnh ha. Photographing. Sở thích của chị gái tôi chính là chụp ảnh. Cô ấy chụp rất là nhiều các cái bức ảnh đẹp. Câu số 4. Tôi nhận thấy rằng cái việc khắc lên gỗ gì gì đó, bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo, creative, mang tính chất sáng tạo nè. Nó là tính từ nhé. Vậy chúng ta sẽ thấy là đi với công thức nè, chủ ngữ cộng với find, cộng với verb in hoặc là danh từ. Sau đó chúng ta sẽ đi với tính từ ha. Vậy thì dựa vào công thức này, chúng ta sẽ thấy cái đằng sau wood carving verb in này, chúng ta đang cần một tính từ. Mà interest nó đang là một danh từ. Vậy muốn thành interest, chúng ta sẽ có đưa nó về tính từ. Vậy thì các bạn nhớ này, tính từ của interest nó sẽ có hai cái tính từ. Thứ nhất là interesting, và thứ hai là interested. Vậy thì làm sao mình chọn được? Có một lưu ý cho các bạn, nếu chủ ngữ của nó là một chủ ngữ chỉ người thì mình sẽ đi với interesting, và interested cái này chủ ngữ chỉ vật ha. Chủ ngữ chỉ vật chúng ta sẽ đi với interesting, còn nếu mà chủ ngữ chỉ người chúng ta sẽ đi với interesting. Và tất nhiên sao chỗ này nó sẽ có gì? Be theo công thức chung của nó hay tùy trường hợp. Được chưa? Vậy thì trong trường hợp này nè, cái tính từ này nó đang đi với cái danh từ là wood carving, là việc khắc lên gỗ. Vậy thì khắc lên gỗ nó là một hoạt động đúng không? Hoạt động vậy thì nó là vật. Vậy chúng ta sẽ đi với interesting. Đó là interesting nha. Tính từ, thú vị. Tôi nhận thấy việc khắc lên gỗ thì rất là thú vị bởi vì nó là một hoạt động mang tính chất sáng tạo. Chúng ta đã có câu số 5. Làm gì đó vỏ trứng là những cái món quà rất là độc đáo, unique. Dành cho gia đình và bạn bè. Làm gì đó những cái vỏ trứng ha là những món quà. Vậy là những cái vỏ trứng như thế nào đó là những món quà đặc biệt dành cho gia đình và bạn bè. Chúng ta có từ carve, nó là động từ khắc lên vỏ trứng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy chỗ này eggshell nó đang là danh từ. Vậy trước danh từ chúng ta sẽ cần một cái gọi là tính từ. Ok. Vậy thì cái vỏ trứng của nó mà đi với động từ khắc chính là những cái vỏ trứng được khắc lên trên đó ha. Vậy được khắc lên trên đó nó sẽ ở cái dạng động từ thêm ed. Vậy thì mình sẽ đưa cái từ carve chỉ cần thêm chữ gì vô d, nó trở thành tính từ là được khắc lên trên. Ok, những cái vỏ trứng mà đã được khắc ha, khắc những cái hình họa lên trên, cái họa tiết lên trên cái vỏ đó thì là những món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. Câu số 6, một sở thích là một cái gì đó mà bạn làm chỉ để vui giải trí thôi. For pleasure, để cho bạn cảm thấy hài lòng, bạn cảm thấy vui vẻ nè.
À, thì chúng ta sẽ có từ pleasure. Vậy under chúng ta sẽ cần danh từ chỗ này act. Act nó đang là động từ, hành vi, ứng xử, cư xử. Vậy thì sở thích chính là một hoạt động. Vậy mình sẽ đưa cái động từ act về danh từ của nó chính là activity. Sở thích chính là một cái hoạt động mà bạn làm chỉ để gì? Vui vẻ, giải trí thôi. Phải. Tôi nghĩ rằng sưu tập những cái chai thủy tinh thì các bạn thấy chỗ đây là to be is. Vậy sao to be người ta sẽ đi với tính từ ha? Vậy chữ usual chỗ này nó cũng đã là tính từ rồi, là bình thường. Vậy thì khi mình chuyển nó thành tính từ, nó sẽ trở thành là unusual, bất thường ha. Thêm chữ un vô là được. Bất thường, kỳ lạ đấy, theo kiểu kỳ lạ, ít người làm. Câu số 8, Susan thì rất là gì đó và cô ấy vẽ tranh rất là giỏi. Các bạn sẽ thấy to be is, đúng không? Very nó là trạng, và chỗ này chúng ta sẽ cần tính từ. Create nó đang là động từ sáng tạo, tạo ra cái gì đó. Vậy chúng ta sẽ đưa cái động từ sáng tạo này thành tính từ sáng tạo. Hồi nãy mình có gặp một cái từ sáng tạo, đây là từ creative, creative. Vậy thì các bạn lưu ý là khi mình làm bài đó thì ở những cái câu dưới hoặc là câu trên nó có thể là gợi ý cho những câu còn lại. Nên là cứ đọc kỹ đề ha, đọc kỹ đề mình sẽ tìm được cái gợi ý để mình làm những cái câu mà mình tự nhiên mình cảm thấy nó quay mắt. Creative. Để create các bạn sẽ chuyển thành creative, tính từ mang đến các sáng tạo ha. Thì đó là cái dạng bài thứ hai, các bạn chỉ cần nắm được cho Miss cái phần này. Đây, đây là cái công thức cơ bản ha, cái ngữ pháp cơ bản mình sẽ sử dụng khi mình muốn chia cái từ về đúng dạng của nó ha. Các dạng của nó thì bao gồm là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ ha. Và một phần không thể thiếu đó là phải học từ vựng nha. Học một từ vựng nào đó, các bạn sẽ học động từ của nó, tính từ của nó, danh từ của nó, trạng từ của nó, học hết như thế, càng nhiều càng cho càng tốt thôi. Bài tiếp theo, đọc đoạn văn và sau đó trả lời câu hỏi. Bài đây là bài đọc nha. Các bạn đọc lướt qua một lượt nè, sau đó các bạn sẽ biết được là cái nội dung chính của nó nói về vấn đề gì, rồi sau đó các bạn sẽ xuống từng cái câu như thế này, các bạn xem thử người ta hỏi về vấn đề gì, cái keyword, cái từ khóa trong câu là gì, thì sau đó mình sẽ tìm thử là cái từ khóa đó nó nằm ở chỗ nào trên đoạn văn, rồi mình tìm cái đáp án liên quan đến cái từ khóa đó. Rồi câu đầu tiên người ta hỏi về hobbies, sở thích, đúng không? Vậy người ta hỏi về sở thích của ai? Của Susan. What are Susan's hobby? Sở thích của Susan là gì? Hobby số nhiều nè, những cái sở thích của Susan. Giờ mình xem thử từ hobby của Susan nó nằm ở đâu. Đây, Susan ở đây và hobbies ở đây. Vậy coi thử Susan có hai sở thích nè. Vậy sở thích của Susan sẽ là reading. Cái đầu tiên, first hobby is reading. Rồi tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. My second hobby is gardening. Ok, vậy các bạn nhớ nè, trong bài này nó dùng chủ ngữ là I và tính từ sở hữu của nó sẽ là my. Tuy nhiên đối với mấy câu hỏi thì người ta đều hỏi là Susan, vì thế chủ ngữ của nó bị đổi thành she. Vậy thì tính từ sở hữu my nó cũng sẽ bị đổi thành là her. Và những chỗ nào my thì mình chuyển thành her, những chỗ nào I thì mình sẽ chuyển thành she. Và nhớ thay đổi cả động từ nữa nhé. Ok, vậy thì mình sẽ có hai từ đó là reading và gardening ha. Vậy thì mình có thể viết cả hai câu. Thứ nhất mình nói là her first hobby is reading, her second hobby is gardening. Còn không thì mình gộp lại là her hobbies are reading and gardening. Sở thích của cô ấy là đọc sách và làm vườn. Mình trả lời chung hai cái luôn ha. Her hobbies are reading and gardening, cả hai luôn. Anh không dùng her hobby thì các bạn có thể thay thế chữ her thành chữ Susan's cũng được nhé. Câu số 2, when did she start reading? Mình sẽ có cụm từ start reading, bắt đầu đọc sách, bắt đầu đọc khi nào? When là từ hỏi khi nào. Vậy mình coi thử cái thời gian nhé. Start reading.
Này, chúng ta sẽ có nè. I started to do it when I was 4 years old. Reading nó ở đây. Sở thích là reading và tôi thì tôi bắt đầu làm cái việc đó khi tôi được 4 tuổi. Vậy thì chúng ta sẽ thay cái chữ I thành chữ she. Tương tự thì cái chữ I dưới này các bạn cũng sẽ thay thành chữ she. Là xong việc thôi. Ha. Tôi viết lại cho các bạn nhé. Đây. Chúng ta qua câu số 3. How did she feel? Cô ấy cảm thấy như thế nào khi cô ấy đọc quyển sách lần đầu tiên? Giờ mình sẽ tìm thấy từ feel ở đâu và từ first read the book ở đâu. Đây, first time. Lần đầu tiên tôi làm điều đó thì tôi cảm thấy rất là thú vị. Vậy thì chỗ nào mình sẽ thay đổi gì? Thay đổi chữ I thành chữ she, thay đổi chữ I thành chữ she là xong việc. The first time she did it, she feel interested. Ha. She felt interested. Interested. Còn không thì các bạn để nguyên, chép nguyên cái câu đó luôn. The first time she did it, she felt interested. Ha. Cái nào cũng đúng. Cái đầu tiên là các bạn diễn tả, bạn hiểu bài nên là bạn chỉ cần lấy cái phần sau thôi. Còn phần phía sau nếu các bạn không dịch được thì các bạn chép nguyên vô nhưng nhớ thay đổi chủ ngữ I thành chủ ngữ she bởi vì người ta hỏi Susan. Câu số 4. Ở số 4 các bạn thấy này, người ta hỏi why nè và enjoy reading. Why là hỏi lý do. Vậy khi mà người ta hỏi từ why thì bắt buộc mình phải trả lời bằng chữ because. Because gì, lý do gì đó thì lát nữa mình tìm thử nha. Vậy mình coi thử cái từ enjoy, enjoy reading nó nằm ở đâu. Đây. I enjoy reading because make me relax and calm. Okay. Moreover, hơn thế nữa, nó còn tạo cho tôi cái sự gì? Cái trí tưởng tượng rất là tuyệt vời. Ha. Nữa là gì? Tôi có thể học được về những cái văn hóa khác nhau cũng như các cái truyền thống khác nhau của các quốc gia trên thế giới. Vậy thì sẽ có mấy lý do. Thứ nhất, nó làm cho tôi thư giãn và bình tĩnh. Thứ hai, nó tạo cho tôi cái trí tưởng tượng tốt. Và thứ ba, tôi có thể học được nhiều điều về các quốc gia trên thế giới. Ha. Vậy thì các bạn có thể là gì? Mình tất nhiên sẽ thay chủ ngữ I, tăng ngữ me, chủ ngữ I. Vậy thì chủ ngữ I sẽ thay thành chủ ngữ she, tăng ngữ me sẽ thay thành tăng ngữ her. Là xong việc. Vậy thì các bạn sẽ ghép những câu đó lại với nhau ha. Các bạn xem như thế này nha. Cái người ta hỏi tại sao cô ấy thích because. Chứ thế là nó khiến cho cô ấy gì? Cảm thấy bình tĩnh đúng không? Câu đó câu 4 đúng không? Bạn because các bạn cứ chép vào ha. Để lên trang luôn cho các bạn biết. Because. Đây. Vậy thì cái đoạn đầu tiên nè, cái đoạn đầu tiên mà I enjoy reading book các bạn không cần thì không cần cái đoạn đó. Mình chỉ bắt đầu từ đoạn này thôi. Đấy, bắt đầu từ cái đoạn because giải thích lý do. Bởi vì nó làm cho me thì chuyển thành her. Calm, relax, chấm. Moreover, it gave her an imagination, chấm. I chuyển thành she, ha. She can learn lots of blah blah too. Vậy thì các bạn sẽ chép từ đầu đến chỗ đó. Đấy. Đó là câu số 4. Ok. Nhớ đổi một số từ như thế nha. Vậy mình sẽ ghi vô trong này nè. Nguyên cái đoạn này là từ câu số 4 cho đến hết chỗ này là câu số 4. Chúng ta đến với câu số 5. What has she planted in her garden? What là cái gì đúng không? Planted là trồng. In her garden. Cô ấy trồng cái gì ở trong cái vườn của cô vậy?
Để coi thử Blanchett. Liên quan tới vườn thì nên qua đoạn số 2 Gardening rồi nhá. Đây đây đây. Planted many beds of flower. Ok. Đây. Vậy thì quan trọng gì? She planted many beds of flower. Ok. Ở dưới nó còn có một đoạn nữa nè. Tôi làm một khu vườn và tôi trồng rất là nhiều hoa. Vào mùa xuân thì vườn của tôi nhiều hoa. Tôi còn có một cái phần dành riêng cho gì? Rau củ quả, cà rốt, rồi potato, rồi các kiểu nữa. Ha. Vậy thì quan trọng gì? Quan trọng flowers và vegetables. Các bạn có thể từ cái gợi ý đó các bạn trả lời gộp hai cái đó lại trả lời luôn nhé. She planted flowers and vegetables. That she planted vegetables and flowers. Trồng hoa và quả, rau củ quả. Câu số 6, when, khi nào, water plants. Khi nào thì cô ấy tưới nước cho cây. Cái từ water nó là danh từ nước, nhưng động từ của nó là tưới nước. Khi nào nó cô ấy tưới nước cho cây? Đây, water the plants. Ok, vậy in the evening, vào buổi tối thì tôi tưới nước cho cây. Vậy tôi chính là cô ấy, mình đổi chữ I thành chữ she nha, đổi chữ I thành chữ she. Và nhớ chủ ngữ mà là she thì động từ water mình cũng phải thêm s vào ha. In the morning she watered the plants. Viết câu đó vào nha. Câu số 6. In the evening, vào buổi tối. Hoặc là các bạn để in the evening ở đầu câu đều được ha. Ở cuối hay ở đầu gì đều được hết. Vì đây là dạng bài tiếp theo, đó là dạng bài đọc đoạn văn và sau đó trả lời câu hỏi. Thì cách làm như thế ha. Trước hết các bạn sẽ đọc lướt đoạn văn lên nè. Đọc lướt đoạn văn mục đích của nó là để gì? Hiểu cái ý chính của câu. Tiếp theo, các bạn sẽ bắt đầu từ câu hỏi. Vậy thì bắt đầu từ câu hỏi thì mình sẽ bắt đầu như thế nào? Mình sẽ tìm keyword. Keyword là những cái từ khóa, những cái từ quan trọng với tô lên á ha, ở trong câu hỏi. Rồi, mình sẽ giáo để mình so sánh cái keyword đó. Lên trên đoạn văn ha. Để mà mình tìm gì? Mình tìm cái thông tin đúng của nó. Ok, sau khi tìm thông tin đúng rồi thì mình sẽ lọc thông tin và sau đó mình trả lời thôi. Thì đó là các cái bước mà để cho các bạn làm cái bài tập đọc và trả lời câu hỏi. Chúng ta đang có dạng bài tập tiếp theo, phần bài tập cuối cùng của điều số 1 nè. Viết lại câu sử dụng những từ gợi ý. Thì phần này chúng ta sẽ có hai việc. Thứ nhất là chúng ta sẽ thêm từ còn thiếu vào nếu cần thiết nhé. Có những chỗ nó không cần thêm thì không thêm nha. Và cái thứ hai chúng ta phải gì? Nghe động từ về đúng thời của nó nữa nha. Có những cái động từ trong câu, ở trong câu nó có những cái động từ nào mà người ta chưa chia thì mình cũng bắt buộc phải chia về cho đúng thời của nó. Câu đầu tiên, tôi thích chơi thể thao bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Vậy tôi thích sẽ là I enjoy play. Tất nhiên sao enjoy thì play phải chuyển thành playing. Sports because it's good. Từ good nó là tính từ, vậy chúng ta sẽ cần động từ trước, to be good. Mà tốt cho cái gì đó sẽ là good for my health ha. Vậy thì trong cái đầu tiên á, nó có hai cái phần ngữ pháp mà các bạn có thể áp dụng được nè. Thứ nhất nè, sao enjoy người ta sẽ đi với verb in là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè, tính từ thì nó phải có động từ to be. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cấu trúc cố định cho nó là gì? Be good for cộng cái gì đó, có nghĩa là tốt cho ai, tốt cho cái gì đó ha. Thì khi các bạn biết được ba cái ngữ pháp này thì các bạn có thể thêm từ vào để các bạn hoàn thành cái câu. Cuối câu nhớ dấu chấm hoặc hỏi chấm tùy theo câu nha. Câu số 2 chúng ta thấy từ hỏi nè.
À, có câu hỏi. Và câu hỏi thì chúng ta sẽ phải mượn trợ động từ vào, vì mình thấy từ already, already nó là thì hiện tại đơn, vậy thì trợ động từ mà mình mượn nó chỉ có thể là do hoặc là there's thôi. Chúng ta thấy chủ ngữ là children, children là số nhiều, vậy thì chúng ta sẽ chốt cái trợ động từ là do. Đã có do rồi thì động từ go nguyên mẫu ha. Và nhớ một nguyên tắc là sau go thì những cái động từ của nó sẽ thêm in, go camping. Vậy từ cuối cùng là every summer holiday, viết lại thôi. Nhớ vô hỏi chấm vào. À, chúng ta sẽ có các ngữ pháp này. Go, sau go nó sẽ đi với động từ thêm in. Câu số 3. I think tôi nghĩ rằng chụp ảnh nó có thể là gì? Là một sở thích rất là tốn tiền. Tôi nghĩ rằng I think photography, việc chụp ảnh ha. Tôi nghĩ rằng cái việc chụp ảnh thì can. Sau can thì tất nhiên nó sẽ đi với động từ nguyên mẫu, các bạn xem nè. Expensive hobby nó là danh từ. Vậy trước danh từ chúng ta sẽ cần một cái động từ to be để định nghĩa cho nó ha. Nè, vậy chúng ta sẽ có to be mà sau can thì sẽ là nguyên mẫu. Hoặc là in, nhưng mà expensive và bắt đầu bằng chữ E nè. Chữ E nó là nguyên âm, chúng ta sẽ đi với in. Expensive hobby. Rồi thì bạn coi kỹ ha, phần viết lại câu. Thì trên đây là cái phần bài test 1, bài đề thi số 1 ha. Trong cái chương trình ôn tập review 1, đó là phần review của unit số 1, số 2, số 3 trong chương trình ôn thi giữa học kỳ 1 của tiếng Anh lớp 7. Quý thầy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!